Rèn ma sát sao? Đúng rồi, đúng rồi. Ông Tâm, nhảy. Wow. Con, không có đập gì đâu. Không có đập mạnh như vậy con. Nhẹ nhẹ thôi. Nè, người ta làm như vậy nè. Chứ không có đập vô đầu, nè. Đâu, không Tâm đâu. Nhảy. Múa đi con. Wow. Tâm kìa. Nhưng mà cái này sao có được một giây điệu vậy, nó không lên xuống vậy. Wow. Người lớn rồi, người lớn. Không phải có nữa. Không có là nó vậy đó. Ủa, nó kỳ vậy. Không phải loại của nó rồi. Cái này không phải thế lại của ông Tâm rồi, này thế lại của bác rồi. Đó, đúng rồi. Hùng Tâm nghe nghe cái này nhưng mà nó của cái ABC song á. Là nó đúng bài ta đi ta 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 đi ta 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 lên xuống nè đi ngoài vậy luôn. Cái này là thể loại của bác. Và cần quên Grandma nha, Grandma sao? Grandma sao? Lời thì giống nhưng mà giai điệu không giống lắm. Bác mà nghe cái bài kia là bác không chịu. Nghe cái bài Baby Shark thì cũng không chịu. Phải nghe bài này mới được. Đó. Nó gặp cái bài này nó khác liền rồi. Giai điệu âm nhạc. Nghe nào đó con. Để được. Rồi, hết.